trường trần những ngày đầu đông. Chiếc lá cuối cùng khẽ khẳng đậu trên sân trường trong cái nắng hanh vàng. Không gian dường như tĩnh lặng hơn khi vắng bóng các cô, các cậu học trò. Covid-19, cái tên nghe không còn xa lạ với người dân Thành Nam khi đợt dịch đầu tiên xảy đến cách đây gần 2 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của mọi người dân hầu như đều bị đảo lộn. Ngôi trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo lần đầu tiên trải nghiệm về dịch bệnh Covid cụ thể và rõ ràng đến thế. Khi nhận được thông tin chuẩn bị thiết lập khu cách ly tập trung trong khuôn viên trường cho thầy và trò các lớp 12A4, 12A5 và 12A9. Vượt qua tâm trạng âu lo, bất ổn ban đầu, toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh đều đồng lòng coi dịch bệnh cũng chỉ là phép thử cho tinh thần, trí tuệ và tâm huyết của con người. Có lẽ đây vừa là thử thách, nhưng cũng vừa là một trải nghiệm thực sự khó quên đối với những sĩ tử lớp 12 khi bước vào năm học cuối cùng của cuộc đời học sinh. Hành trang vào khu cách ly của các em là tình yêu thương, là sự động viên qua những dòng tin nhắn của thầy, cô giáo và gia đình. Cứ yên tâm các con nhé, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Thầy cô và cha mẹ luôn đồng hành cùng các con. Còn hành trang của các thầy cô là sự sẻ chia, là sự quan tâm qua những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của những người đồng nghiệp trong trường. Các tình nguyện viên hối hả chạy đua với thời gian, cố gắng dọn dẹp, sắp xếp lại nơi ăn, chốn ở từ các phòng học, phòng chức năng của nhà trường. Khi nghe tin mình có trong danh sách để vào khu cách ly, tôi có cảm giác rất là hoang mang và hụt hẫng. Dịch bệnh là đây, nó không phải ở một thế giới xa xôi nào đó mà nó đang hiện hữu bên ta. Tôi tự nhủ lòng mình hãy bình tĩnh đối diện với nó và lên dây cót tinh thần thu dọn đồ đạc và sẵn sàng vào khu cách ly. Một chút thay đổi nhỏ trong cuộc sống của mình, cá nhân của mình, nhưng nó lại góp phần để bảo vệ sự bình yên của cuộc sống của chúng ta. Đó cũng là trách nhiệm của một công dân với cộng đồng trước một bản nhạc lỗi của nhân loại mang tên Covid-19. Sau khi mà con biết lớp mình có F0 thì con biết các bạn phải chuyển vào đây sống. Lúc mà cái xe đến nhà để đón con đi thì con rất là chán, vì con thấy các bạn trong này bảo là ở trong này sinh hoạt rất là khó khăn và không được như ở nhà. Nhưng mà khi mà con vào đây rồi, con mới thấy trong phòng con ở có đầy đủ hết tất cả mọi thứ, như là tivi này, có cả bình nóng lạnh, giường, chăn ấm, đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Xong lúc vào đây được mấy ngày rồi, con mới thấy con muốn ở đây hơn ở nhà. Vì ở đây con không phải rửa bát, ở nhà con phải rửa bát. Ở đây cơm được các bác mang lên đến tận nơi và ăn rất là đầy đủ. Vì vậy là con muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đã mất một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị chỗ cách ly tốt nhất cho bọn con có đầy đủ điều kiện để học tập. Và con tin rằng sau lần cách ly này thì trường mình sẽ không còn F0 nữa và mọi hoạt động sẽ diễn ra được như bình thường. Trong khu cách ly mới được kích hoạt, từng gian phòng, từng góc sân bỗng trở nên ấm áp và yêu thương đến lạ, góp phần làm vơi bớt đi sự lo lắng, hồi hộp và lạ lẫm trong ngày đầu xa nhà của thầy và trò trường trần. Tạm gác lại những cảm xúc bỡ ngỡ, ngày hôm sau, cả thầy và trò lại tiếp tục với công việc hàng ngày. Các thầy cô giáo miệt mài với bài giảng trực tuyến và nhiều công việc chuyên môn khác. Học trò lại cần mẫn tiếp tục con đường chinh phục tri thức và thành công. Bên cạnh những bữa cơm đầy đủ dưỡng chất hàng ngày do quân đội cung cấp, những bữa ăn phụ được cha mẹ học sinh gửi vào phần nào giúp các chiến binh thêm năng lượng, mạnh mẽ hơn để chiến thắng Covid.
những góc nhỏ với vật dụng quen thuộc mang hơi ấm của gia đình vào trong khu cách ly, làm dịu bớt nỗi nhớ nhà, nhớ những người thương yêu. Nhưng khi buổi tối đến, mỗi người lại có một tâm trạng ưu tư khác nhau. Tránh sao được nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ khi chưa từng sống xa gia đình của các con. Tránh sao được những giọt nước mắt nghẹn ngào khi nghe tiếng hỏi han, tâm tình chia sẻ. Tránh sao được xót xa tủi thân khi nghe tiếng khóc con thơ gọi mẹ. Sinh nhật của con yêu, lần đầu mẹ không có mặt. Những bài tập khó, mẹ không ở bên chỉ dạy, bảo ban. Sau 8 ngày dài thực hiện cách ly với kết quả xét nghiệm PCR 2 lần âm tính, niềm vui của các thầy cô và học sinh các lớp 12A4, 12A9 vỡ òa khi được nhận quyết định được chính thức rời khỏi khu cách ly tập trung trong trường, chuyển về cách ly tại gia đình. Đây là một bước khởi đầu và cũng là thắng lợi to lớn mà thầy và trò trường Trần đã xuất sắc hoàn thành trong công tác phòng chống dịch của mình. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, với việc phát huy tốt tinh thần chống dịch như trong những ngày vừa qua, chắc chắn cả thầy và trò sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Thử thách ở đây là lúc chúng ta phải sống chậm lại, chiêm nghiệm nhiều hơn, sống tròn đầy và sống đúng với bản thân mình nhất. Đi qua ngày bão giông, thầy và trò trường Trần càng hiểu rõ giá trị của sự bình yên, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, tình yêu thương và sự sẻ chia, để từ đó càng biết nâng niu trân quý hơn cuộc đời này. Em rất là cảm ơn với các bậc phụ huynh. Các bậc phụ huynh ngay cả 2:30 sáng vẫn có thể đồng hành và nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm để nói với, để thông tin với cô trò chúng em rằng là kết quả đã âm tính hoàn toàn và có thể chỉ 1-2 ngày nữa là chúng em sẽ được trở về nhà để thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Và cái trải nghiệm tuyệt vời này quả thực là đáng nhớ. Và nếu như không có sự đồng hành của tất cả các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô bạn bè đồng nghiệp luôn luôn hàng ngày đến và chia sẻ những cái cảm giác cũng như là cái lo lắng của thầy trò chúng em và sự đồng hành của các bậc phụ huynh, thì có lẽ cô trò chúng em sẽ không thể vượt qua được một cái kỷ niệm đáng nhớ một cách dễ dàng như vậy. Một lần nữa, thay mặt cho các con ở lớp 12A9, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường. Cảm ơn các thầy cô giáo bộ môn, mặc dù ở trong diện là F1, nhưng cũng vẫn luôn lạc quan và truyền cái sự lạc quan đấy cho cô trò chúng em trong 7 ngày cách ly tại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các bậc phụ huynh lớp 12A9 đã luôn đồng hành cùng với cô trò chúng em trong mọi khoảnh khắc, để chúng em có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ cho các con khi mà các con phải tự lập một cái cuộc sống tập dượt trước khi bước vào đại học. Và mong rằng cái kỷ niệm này sẽ cho các con nguồn sức mạnh để các con có thể đạt được kết quả cao hơn nữa trong cái kỳ thi cuối năm, để đền đáp lại những cái tình cảm chân quý của tất cả thầy cô và gia đình. Xin mượn câu nói của nhân vật Tuấn, học viên quân sự, trong cuốn tiểu thuyết Những ngày cách ly của tác giả Nguyễn Quang Thắng để khép lại phóng sự Nhật ký cách ly, những ngày không quên. Điều quan trọng không phải là chuyện gì sẽ xảy đến với mình, mà mình sẽ đối diện với chuyện đó như thế nào. Thầy và trò trường Trần đã đối diện với những ngày không quên ấy trong một tâm thế thật đặc biệt và luôn vững tin vào ngày mai bình yên.